Thời gian qua, các doanh nghiệp cũng như Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng nói chung, quận Ngũ Hành Sơn nói riêng đã cùng chung sức triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống, sức khỏe cho người lao động. Mới đây, Liên đoàn Lao động quận Ngũ Hành Sơn đã đến thăm hỏi động viên và trao 78 suất quà trợ cấp, mỗi suất trị giá từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động là đối tượng F1 và đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị ngưng việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Họ là giáo viên mầm non các trường tư thục, công nhân, nhân viên ngành du lịch, dịch vụ, lữ hành. Những ngành nghề hiện nay bị ảnh hưởng rất nhiều bởi dịch bệnh COVID-19. Trong cái thời điểm dịch này thì mình đã nhận được một món quà rất là ý nghĩa. Đây là một món quà động viên tinh thần. Mình rất là xúc động. Cùng với đó, Liên đoàn Lao động quận cũng đã chia sẻ kịp thời. Có những món quà ý nghĩa dành tặng cho bà con nhân dân trong khu cách ly, phong tỏa và các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Ghi nhận sự đóng góp tích cực của các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch trong bất cứ điều kiện khó khăn nào, cũng đảm bảo việc trực ca, trực chốt, kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt, góp phần chung tay sớm đẩy lùi dịch bệnh. Tuân thủ quy định 5K, mỗi đoàn viên là một cái tuyên truyền viên tích cực để cùng với chính quyền, gia đình đồng hành trong công tác phòng chống dịch. Với diễn biến dịch bệnh COVID-19 phức tạp kéo dài, do vậy, công đoàn các cấp quận Ngũ Hành Sơn thực hiện xuyên suốt việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh tại doanh nghiệp, gia đình và khu dân cư. Đồng thời, theo sát, nắm diễn biến, tư tưởng, động viên công nhân lao động, đoàn viên yên tâm lao động sản xuất.